Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành lọc ảo lần cuối cùng tối ngày hôm qua và sáng nay, hàng loạt các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn, mức điểm trúng tuyển của thí sinh năm 2019. Danh sách trúng tuyển sẽ nhanh chóng được niêm yết tại trang web của các cơ sở giáo dục đại học thành viên chậm nhất trước 17 giờ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8. Năm nay, các trường đại học thuộc tốt trên như Đại học Bách Khoa có hai ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là công nghệ thông tin, chất lượng cao, ngoại ngữ nhật với 23,5 điểm và công nghệ thông tin, đặc thù, hợp tác doanh nghiệp là 23 điểm. Điểm trúng tuyển thấp nhất vào trường này là 15,11 điểm đối với ngành điện tử viễn thông và 15,3 điểm với ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chất lượng cao. Tại trường Đại học Kinh tế, điểm chuẩn của các ngành tăng lên 2 điểm so với điểm chuẩn năm 2018, trong đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường là Kinh doanh quốc tế với 24 điểm, thấp nhất là ngành Hệ thống thông tin quản lý và Quản lý nhà nước với 19,5 điểm. Với trường Đại học Ngoại ngữ, trong 17 ngành tuyển sinh thì điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm Anh 23,55 điểm, thấp nhất là sư phạm tiếng Nga với 18,13 điểm. Đối với trường Đại học Sư phạm, riêng ngành sư phạm âm nhạc có điểm trúng tuyển cao nhất là 23,55 điểm, kế đến là báo chí với 20,15 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn dao động từ 15 đến 19,5 điểm. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh sẽ nhận nhập học đợt 1 vào ngày 15 tháng 8. Đồng thời, từ ngày 28 tháng 8, các trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung nếu không đảm bảo chỉ tiêu.